Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị, xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 1 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, gần đây, mưa lớn liên tục xảy ra ở miền Nam Trung Quốc và thiên tai thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi. Sông Tây Giang ở Quảng Tây hôm nay đã được xếp vào danh sách lũ sông lớn số 1 của Trung Quốc trong năm nay do mực nước dâng cao. Do vậy, Ủy ban Quốc phòng Trung Quốc đã yêu cầu phải chuẩn bị trước để phòng chống lũ lụt ở các con sông lớn trên cả nước. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, mưa lớn vẫn tiếp tục ở Quảng Tây. Hồ chứa Long Tan, Tây Giang thuộc thượng nguồn của sông Châu Giang đã tăng lưu lượng lên 10.900 m khối mỗi giây vào lúc 11 giờ sáng ngày 27 tháng 7. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc ngày 1 tháng 8 đã mã hóa trận lũ này là lũ số 1 ở Tây Giang năm 2023 theo quy định đánh số lũ sông lớn quốc gia, khiến nó trở thành trận lũ đầu tiên được đánh số theo một con sông lớn ở Trung Quốc trong năm nay. Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8, lượng mưa tích lũy ở hầu hết phía nam sông Dương Tử, miền Nam Trung Quốc và phía Đông Tây Nam Trung Quốc sẽ từ 70 đến 150mm, một số khu vực vượt quá 400mm. Bộ Tư lệnh Quốc phòng Trung Quốc và Bộ Quản lý Khẩn cấp đã tổ chức một hội nghị truyền hình đặc biệt về kiểm soát lũ lụt trong ngày 1 tháng 8 để nghiên cứu và triển khai công tác phòng ngừa và ứng phó với mưa lớn tại các khu vực trọng điểm. Cuộc họp chỉ ra rằng đợt mưa xối xả mới chồng chéo với đợt mưa trước đó, trạm thủy văn Tây Giang Ngô Châu sẽ tiếp tục dâng cao vượt quá mức cảnh báo an toàn. Hàng chục con sông vừa và nhỏ ở lưu vực sông Châu Giang sẽ hứng chịu dòng lũ vượt mức cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra sạt lở núi, tai biến địa chất ở vùng mưa lũ, tình hình chống lũ diễn biến rất phức tạp và gay gắt. Cuộc họp yêu cầu cần chuẩn bị trước công tác phòng chống lũ lụt cho các sông lớn, chú ý theo dõi diễn biến lũ lụt trên các sông chính thuộc lưu vực sông Châu Giang, điều động khoa học các phương án kiểm soát lũ lụt, tăng cường tuần tra phòng thủ, sàng lọc các phương án công tác cứu hộ, chuẩn bị phương tiện ứng cứu, bố trí sẵn đội ứng cứu, kịp thời phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm và xử lý nhanh chóng và có hiệu quả. Cần kiên quyết ngăn ngừa không để xảy ra thiệt hại tính mạng con người và bị thương hàng loạt do tai biến địa chất như lở núi, lũ lụt trên núi, tăng cường bảo vệ an toàn các hồ chứa, nhất là các hồ chứa nhỏ, hồ đập dâng cao. Thưa quý vị, thiên tai đã được báo cáo ở nhiều tỉnh và khu vực ở miền Nam Trung Quốc gần đây. Trong số đó, kể từ ngày mùng 2 ở tỉnh Giang Tây đã có mưa lớn từ Bắc chí Nam. Hầu hết các khu vực trong tỉnh Cám Châu đều có mưa to đến rất to, một số nơi mưa cực lớn. Để đạt được mục tiêu này, chính quyền tỉnh Giang Tây đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp 3 trên toàn tỉnh vào lúc 2 giờ chiều ngày 1 tháng 8. Phương tiện truyền thông chính thức của tỉnh Phúc Kiến Đông Nam.com đã sử dụng tiêu đề nghỉ học, các điểm tham quan bị đóng cửa, gián đoạn giao thông. Mưa lớn liên tục ở Phúc Kiến gây ra hàng loạt các thiên tai để mô tả các thảm họa lũ lụt bùng phát trên toàn tỉnh. Trong số đó, nhiều trận mưa lớn tại khu đô thị thành phố Long Nhãn đã khiến đường phố bị ngập nước nghiêm trọng. Tính đến sáng ngày 30 tháng 7, gần 64.000 người dân trên địa bàn tỉnh đã được khẩn trương di dời đến nơi tái định cư an toàn. Tại tỉnh Quảng Đông, liên tục xảy ra mưa dông diện rộng đến mưa dông lớn kể từ ngày 25 và chưa dừng lại cho đến nay, có đặc điểm là mưa trên diện rộng, lượng mưa lớn kéo dài ngày, cường độ mưa lớn trong thời gian ngắn. Do đó, toàn bộ tỉnh Quảng Đông đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 4 vào lúc 11 giờ sáng ngày 27 tháng 7. Quảng Châu, Thanh Viễn, Phật Sơn, Triệu Khánh, Thiểu Quang, Mai Châu và các thành phố khác đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng hôm 28 tháng 7. Đối với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nơi có lượng mưa lớn nhất, mưa lớn xảy ra sớm nhất vào tháng 7. Từ tháng 7 đến đầu tháng 8, lượng mưa toàn lưu vực đạt mức cao hơn 43 năm. Kể từ 20 đến ngày 24 tháng 7, toàn vùng lại có một đợt mưa lớn, trong đó có 7 thành phố, 18 quận, 77 thị trấn có mưa lớn. Mực nước tại 39 trạm quan trắc ở 33 sông, ngòi vượt ngưỡng cảnh báo. Mưa lớn gây sạt lở đất ở một số khu vực miền núi, người dân phải sơ tán khẩn cấp. Cũng kể từ tháng 7, nhiều nơi ở Trung Quốc liên tục xảy ra mưa xối xả. Riêng đập Tam Hiệp đã trải qua một đỉnh lũ 50.000 mét khối mỗi giây. 62,4 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 175 tỷ nhân dân tệ, tương đương 750 tỷ đài tệ. Nhưng nhấn mạnh rằng số người mất tích và người chết chỉ là 201, bằng hơn một nửa so với mức trung bình của 5 năm trước.
Dựa trên các báo cáo của phương tiện truyền thông Trung Quốc, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo hôm 27 tháng 7 để giải thích về lũ lụt, thừa nhận rằng lượng mưa lớn năm nay quá nhiều, tập trung về thời gian và không gian, gây ra những trận lũ lụt ở các con sông lớn như sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, sông Hoài, sông Châu Giang và Thái Hồ. Trong trận lũ vừa qua, đập Tam Hiệp đã có đỉnh lũ 50.000 mét khối mỗi giây. Trung và hạ lưu hồ Động Đình và hồ Bà Dương, các khu vực khác đều trong tình trạng báo động và thời gian quá báo động dài nhất là 12 ngày. Châu Tuyết Văn, Tổng thư ký Bộ Tư lệnh Quốc phòng Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước cho biết, mùa mưa ở lưu vực sông Giang Hoài nhận được lưu lượng mưa 760,1mm và kéo dài trong 12 ngày. Đây là mùa mưa đầu tiên trong lịch sử kể từ năm 1961. Châu Tuyết Văn giải thích rằng, thiên tai do lũ lụt đã khiến 62,4 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 175 tỷ nhân dân tệ, nhiều hơn 12,1% và 14,5% so với mức trung bình của 5 năm trước, nhưng đã có 219 người thiệt mạng và mất tích, cùng 50.000 ngôi nhà bị sập, thấp hơn trung bình 5 năm trước là 54,8% và 65,3%. Nhấn mạnh thiệt hại do thiên tai gây ra rất nặng nề, nhưng số người thương vong không nhiều. Trước đó, tại lưu vực Tứ Xuyên ở thượng nguồn sông Dương Tử cũng đã hứng chịu những trận mưa lớn kể từ ngày 10. Bị ảnh hưởng bởi mưa xối xả, các dòng chính và một số nhánh của sông Thanh Nghĩa và sông Phụ Giang ở tỉnh Tứ Xuyên, sông Mân Giang, sông Tương Giang và sông Gia Linh vẫn ở mực nước siêu cảnh báo. Sông Dương Tử ở Trùng Khánh đã dâng cao 5 mét chỉ sau một đêm. Cục Thủy văn của Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử Trung Quốc cho biết, trận lũ sông Dương Tử số 1 năm nay đã được theo dõi tại trạm Putan trên thượng nguồn sông Dương Tử vào đầu giờ sáng nay. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông, Cục Thủy văn của Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã công bố vào lúc 5 giờ sáng ngày 1 tháng 8 rằng lũ lụt số 1 sông Dương Tử năm nay đã hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử. Lưu lượng đo được trên sông Dương Tử là 59.000 mét khối mỗi giây. Hiện tại, đỉnh lũ đã đến Trùng Khánh, trạm Trúc Đà ở quận Vĩnh Xuyên, Trùng Khánh đã chứng kiến mực nước cao nhất vào sáng nay, cao hơn khoảng 5 mét so với mực nước lúc 8 giờ sáng ngày 31 tháng 7. Mưa xối xả nhiều ngày đã gây ra lũ lụt tại nhiều nơi ở tỉnh Tứ Xuyên. Vài ngày trước, một số người đã chụp được ảnh một con tàu chở hàng trồng rỗng ở Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên bị lũ cuốn trôi khi sông Mân Giang tràn qua biên giới. Thủ phủ Thành Đô của tỉnh cũng không tránh khỏi cảnh tượng kinh hoàng, với nhiều ô tô trong khu đô thị bị ngâm mình trong biển nước lũ bao la và rộng lớn. Hiện tại, lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử vẫn chưa giảm. Sau khi trận lũ sông Dương Tử số 1 đi qua đập Tam Hiệp vào sáng ngày 25, Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo lũ màu da cam đối với sông Gia Lăng và sông Phúc Giang ở Trung Quốc. Thượng nguồn sông Dương Tử ngày 1 tháng 8 dự báo sẽ có một đợt lũ mới khác tràn về. Đỉnh lũ số 1 sông Dương Tử năm nay đi qua khu vực hồ chứa Tam Hiệp vào khoảng 8 giờ sáng ngày 25. Lưu lượng nước đổ về cao tới 62.000 mét khối mỗi giây, cao hơn trận lũ những năm trước đây. Nếu sông Dương Tử một lần nữa hình thành trận lũ mới, nó sẽ trở thành trận lũ thứ hai trong năm nay và khoảng thời gian cách nhau chỉ một tuần. Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử cũng thông báo rằng trận lũ số 1 của sông Gia Lăng năm nay tại một số nhánh của sông Dương Tử đã hình thành vào ngày 23 tháng 7. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến thời điểm hình thành trận lũ số 1 của sông Gia Lăng năm nay. Chính quyền quận Lạc Dương đã ban hành lệnh khẩn cấp vào tối ngày 23 nói rằng đỉnh của sông Gia Lăng sẽ đi qua quận vào lúc 8 giờ tối ngày 23. Các tầng 1 và 2 của những ngôi nhà ở địa phương sẽ bị ngập lụt. Mọi người dân sống ở các tầng 1 và 2 của quận phải di chuyển đến những ngôi nhà có trên 6 tầng, hãy trú ẩn trên tầng 3. Theo CCTV News đưa tin rằng, Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử do đó yêu cầu người dân ở sông Phụ Giang, đoạn Putan của dòng chính của sông Dương Tử, dọc theo dòng chính của Trung và Lưu sông Dương Tử, cũng như khu vực Hồ Động Đình và Hồ Bà Dương cần chú ý phòng chống lũ lụt. Báo cáo chỉ ra rằng, do mưa lớn, thượng nguồn sông Phúc Kiến, tỉnh Tứ Xuyên, mực nước sông dâng cao tương đối lớn. Mực nước tại một số trạm quan trắc không chỉ vượt ngưỡng cảnh báo mà còn vượt ngưỡng mức nước đảm bảo, mức quan trọng đối với sự an toàn của kè sông. Vì vậy, thành phố Trùng Khánh ở hạ lưu tiếp tục duy trì ứng phó chống lũ cấp 2 trong ngày 23. Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử dự đoán rằng sông Gia Linh và sông Mân Giang sẽ duy trì lượng mưa lớn từ ngày 24 đến ngày 25. Đài Thiên văn Phụ Giang Tiểu Gia Bá sẽ lại hứng chịu lũ vượt mức đảm bảo trong những ngày tới, lũ lớn hơn sẽ xuất hiện trở lại. Theo thông tin cảnh báo sớm của Cục Thủy văn, cảnh báo lũ đối với Thượng, Trung và Hạ lưu sông Dương Tử cũng như khu vực Hồ Bà Dương và Hồ Động Đình vẫn được duy trì ở mức từ xanh lam đến cam.
Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của chương trình.